Lương Bằng Quân chính thức tung ảnh cưới, vòng 1 Ngân Kiến Tám muốn bung ra khỏi đầm. Chuyện tình của Lương Bằng Quân và Ngân Kiến Tám từ lúc công khai đến nay đã luôn nhận nhiều thị phi và lời ra tiếng vào từ cư dân mạng. Lượng Atifa mà cặp đôi nhận về mỗi ngày mỗi nhiều vì những chiêu trò mà họ tạo ra khiến dân tình không mấy vừa mắt. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lương Bằng Quân vừa chia sẻ loạt ảnh diện trang phục cưới cùng Ngân Kiến Tám. Nam nhạc sĩ cho biết đây là bộ ảnh ngẫu hứng chứ không có bất kỳ sự chuẩn bị chỉnh chu nào, nhưng thành quả lại bất ngờ. Nam nhạc sĩ cho hay, tặng ảnh nói, em sẽ mua một căn nhà ở đây để nuôi rất nhiều loài sống chung. Mình nghiệm ra số mình may mắn, hồi nhỏ ước lấy công chúa ngủ trong rừng, giờ lấy được luôn. Cảnh chụp này ở Melbourne, Australia vào lúc 18 giờ, không make up, không dự định, không chuẩn bị ekip, không lên kế hoạch. Thứ mà chúng mình chuẩn bị kỹ nhất là một tình yêu từ trước đó. Thời tiết mát, giao mùa với mùa thu. Trong chuyến lưu diễn tại hai thành phố lớn trong 6 ngày và ngày chụp là ngày duy nhất, tụi mình thật sự được đi chơi và chụp hình. Lịch trình làm việc khá bận vì phần lớn di chuyển nhiều. Đây chỉ là buổi chụp chơi ngẫu hứng, bạn photo nói chưa thực sự đã, còn mình thì thích kiểu thoải mái tự do. Vì mình phó thác cho khả năng hậu kỳ của bạn ấy. Mình sợ nhất kiểu đi chụp hình hành xác, còn bộ này thì đúng kiểu hai đứa tôi đang chơi, ai chụp lén vậy. Nam ca nhạc sĩ tiết lộ thêm bản thân và người yêu kém tuổi đã thực hiện nhiều bộ ảnh cưới từ trước đến nay và giải đáp luôn câu hỏi khi nào kết hôn với bạn gái thị phi. Tụi mình thực hiện cả chục bộ ảnh cưới, dự là sẽ không dừng lại mà sẽ lên hàng trăm. Được cưới nhau chục lần, được bạn bè chúc online mỏi tay, cảm giác luôn thấy mới. Rồi bạn sẽ lại hỏi khi nào cưới, câu trả lời là tụi mình đang cưới đấy thôi, 6 năm quen, dự kiến mỗi nơi đến sẽ có một bộ ảnh đang cưới nè của cặp đôi thị phi nhất cái showbiz này. Cộng đồng mạng càng ghét, báo chí càng đi bài tiêu cực, tụi mình lại càng phải nắm chặt tay nhau. Có phải điều này sẽ giúp cho các bạn trẻ sau này miễn nhiễm với lời nói ngoài tai của người ngoài đời khi các bạn trẻ muốn sáng tạo, tự do và công khai? Những gì bạn thấy ở tụi mình chỉ là tán ngạc sắc mặt, nhưng 90% thời lượng còn lại của tụi mình là việc sắc mặt. Lương Bằng Quân chia sẻ, ảnh diện trong phục chú rể nắm tay cô dâu Ngân 98 cùng lời nhắn, thành thân sau 6 năm thất thân. Ngay dưới bài viết, đông đảo sao Việt đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp đôi. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết, chúc mừng hai em. Nhạc sĩ Hoài Phương, ông xã của danh hài Việt Hương cũng gửi lời, chúc mừng đôi uyên ương. Ca sĩ Kiều Giót, Hải Yến, Khánh Phương, Dương Yến Ngọc, đồng loạt nhắn gửi yêu thương, chúc cả hai hạnh phúc. Hiện tại, Lương Bằng Quân vẫn chưa hé lộ về thời gian và địa điểm tổ chức đám cưới. Anh và Ngân 98 công khai hẹn hò từ 6 năm trước. Lương Bằng Quân là nhạc sĩ, ca sĩ gắn liền với một số bản chất như anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm, chờ đợi quá khứ, bờ vai cho em. Anh từng trải qua chuyện tình với Yana Trương Nhi trước khi đến với Ngân 98. Trên lệch nhau 16 tuổi, cặp đôi Lương Bằng Quân và Ngân 98 được cư dân mạng ví như chuyện tình chú cháu. Cả hai gặp không ít thị phi trong thời gian yêu nhau, thậm chí không ít người còn nghi vấn. Đây chỉ là chuyện tình nhằm mục đích pro tên tuổi. Vượt qua dị nghị, cả hai gắn bó bền chặt và đi tới đích trong hôn nhân. Trước đó, Lương Bằng Quân từng một lần cầu hôn bạn gái nhưng bị từ chối vì cần có thời gian suy nghĩ. Năm 2019, anh và bạn gái trở thành tâm điểm của dư luận khi cùng nhau rủ dao kéo để trùng tu nhan sắc. Cả hai nhiều lần gây sốc bởi những bộ ảnh táo bạo. Lương Bằng Quân từng đưa ra yêu cầu đồng ý cưới Ngân 98 khi thu nhập của cô trên 100 triệu đồng một tháng và có khả năng dạy dỗ con cái tuyệt vời. Đáp lại, bạn gái cũng yêu cầu anh phải có thu nhập 5 tỷ đồng trên một tháng, khiến nam nhạc sĩ hốt hoảng. Hiện tại, Lương Bằng Quân sống trong căn hộ thông minh 5 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh.